Alo, alo, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4.
Tuấn ngồi lên trên giúp anh cái. Ngồi lên cùng đi cho nó, vì mình live stream cho cái không gian cho nó. Cứ vào đi cho anh nói. Xin quý vị hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội và tân huấn viên trưởng Daiki Iwamasa. Vâng, sau một thời gian đàm phán thì câu lạc bộ Hà Nội và huấn luyện viên Daiki Iwamasa đã đạt được thỏa thuận, và ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức làm lễ ra mắt huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, ông Daiki Iwamasa, và tin tưởng rằng ông Daiki Iwamasa sẽ mang đến những điều tích cực như ông đã hứa khi ông vừa đặt chân tới đội bóng thủ đô. Và bây giờ, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TNT Group, Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội, và ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hà Nội, sẽ lên trao cho ông Daiki Iwamasa bó hoa và chiếc áo để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Và ngay bây giờ, trước khi đến với phần chia sẻ với giới truyền thông, thì xin ông Daiki Iwamasa sẽ có những chia sẻ đầu tiên ạ. Iwamasa Daiki desu. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Iwamasa Daiki. Hôm nay, lịch sử và truyền thống của câu lạc bộ này, được làm việc với các cầu thủ, tôi rất vui mừng. これまでも強い歴史を刻んできたチームですけれども、これからさらに発展する段階にいると思っていますので、それにその手助けをしたいというふうに思っています。Và một câu hỏi tiếp theo cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc điều hành của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Lý do vì sao mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã lựa chọn một chiến lược gia đến từ Nhật Bản? Sức khỏe tới tất cả anh chị em phóng viên. Chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe và luôn may mắn thành công trong công việc. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Việt Anh. Thì như mọi người đã biết thì Nhật Bản là một đất nước có nền bóng đá rất là phát triển. Lý do tại sao câu bộ Hà Nội chọn huấn luyện viên Daiki, thì huấn luyện viên đây là huấn luyện viên phù hợp với các tiêu chí mà ban lãnh đạo và chủ trương đã đề ra. Đấy, về từ đây, và hai bên sau khi trao đổi và đàm phán thì chúng ta đã được thống nhất được cái quan điểm chung, nên chính vì vậy thì chúng tôi đã lựa chọn huấn luyện viên này.
Vâng. Và bây giờ xin được nhường lời dành cho các anh chị phóng viên ạ. Các anh chị sẽ có câu hỏi đặt cho huấn luyện viên Daiki Iwamasa và giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn ạ. Xin chào ông huấn luyện viên Daiki Iwamasa. Về mặt cá nhân, thì đầu tiên thì xin được gửi lời chia sẻ với cả quốc gia Nhật Bản sau khi mà phải trải qua một đợt thiên tai vừa qua. Còn bây giờ chúng ta trở lại với câu hỏi về chuyên môn. Tôi cảm thấy hứng thú với cả một trong những cái phát biểu của ông là ông muốn giúp cho câu lạc bộ phát triển thêm. Vậy ông đã có những kế hoạch ban đầu như nào để giúp, để có thể hiện thực hóa từng bước mục tiêu của mình đề ra? Xin cảm ơn ông. はい、まず、サッカーというものは長期的に、取り組んでいくべきものと短期で取り組むべきものと両方あるというふうに思っています。でまず監督として、短い期間で結果を出せるようにというところがまず第一にあります。その上で、長期的にこのクラブが発展するためのアドバイスも少しずつ、できればいいなというふうに思っています。Vâng, thì tôi xin phép trả lời một cách đơn giản như sau. Thì với bóng đá nói chung và với mỗi đội bóng nói riêng thì chúng ta khi phát triển thì đều có những cái kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn. Thì với tư cách là một huấn luyện viên trưởng thì đương nhiên là cái kế hoạch ngắn hạn trước mắt là phải chiến thắng. Và tôi sẽ cố gắng để làm thế nào để có ra được cái kết quả là tốt nhất và chiến thắng cho câu lạc bộ. Còn về vấn đề phát triển lâu dài thì đương nhiên tôi sẽ có những cái lời khuyên về đường lối phát triển mà tôi nghĩ là đúng đắn để câu lạc bộ có thể phát triển một cách tốt nhất. Xin tiếp tục được hỏi ông Iwamasa. Ông đang ở một trong những câu lạc bộ mà có thể nói là giàu thành tích nhất của Việt Nam. Nhưng ở đội bóng này thì họ có tham vọng là luôn được duy trì và có một sự phát triển trong cái lối chơi có tính bản sắc. Vậy triết lý xây dựng đội bóng của ông như thế nào? Và làm thế nào để ông mang những giá trị về mặt lối chơi, về mặt thành tích cho câu lạc bộ trong thời gian ít nhất là trong cái hợp đồng của ông ở mùa giải năm nay? はい、相手を圧倒するサッカーが好きですし、それを目指すのが監督としての哲学でもあります。ただそれは先ほども言ったように長期で考えるべきものと短期で考えるべきものがあるので、それを選手たちの、日々のトレーニングを見ながら、どの段階どのぐらいのバランスで、今のチームを作るべきなのかを見極めるのが監督の仕事だと思っていますので、それを早急にやっていきたいというふうに思っています。Vâng, về cái triết lý bóng đá thì bản thân tôi rất là thích cái thứ bóng đá áp đảo đối phương, phải dùng từ là áp đảo đối phương. Thế thì tuy nhiên thì như vậy tôi cũng đã chia sẻ thì bóng đá nó là có gọi là dài hạn và ngắn hạn, cái nhìn dài hạn và ngắn hạn. Thế nên là trong thời gian trước mắt thì tôi cũng sẽ phải thông qua các cái buổi tập hàng ngày để nhìn rõ được năng lực của cầu thủ, từ đó sẽ có những cái đưa ra cái chỉ đạo làm sao cho cân bằng và phù hợp nhất. Và đương nhiên là cũng sẽ cố gắng làm thế nào để phát huy được tối đa các cái năng lực của cầu thủ. Vâng, kính chào ban lãnh đạo của Bộ Hà Nội và huấn luyện viên Daiki. Tôi có một số câu hỏi thế này. Như anh Tuấn ban đầu có nói là
huấn luyện viên Daiki đáp ứng một số tiêu chí của câu lạc bộ Hà Nội, và trong những cái tiêu chí như thế thì ông đánh giá cao nhất cái tiêu chí nào của huấn luyện viên Daiki mà theo ông là phù hợp với Hà Nội? Và xin được hỏi huấn luyện viên Daiki là trước khi được ban lãnh đạo Hà Nội liên hệ thì ông đã biết gì về V-League, về bóng đá Hà Nội hay chưa? Và hiện tại thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thi đấu chưa được tốt tại V-League, nhưng mục tiêu không gì khác là chức vô địch. Thì ông có áp lực gì về cái mục tiêu này không ạ? Xin hết. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì để khi ban lãnh đạo đưa ra các cái tiêu chí tuyển chọn một huấn luyện viên trưởng, thì một trong những tiêu chí mà chúng tôi đánh giá cao ở huấn luyện viên Daiki đó là huấn luyện viên Daiki là một người là một cầu thủ được coi là một cầu thủ huyền thoại của bóng đá Nhật Bản. Hơn nữa thì trong cái triết lý lối chơi của huấn luyện viên Daiki thì cũng rất phù hợp đối với cả câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đề ra. Trong thời gian huấn luyện viên Daiki làm huấn luyện viên trưởng của đội câu lạc bộ Nhật Bản thì chúng tôi đã cảm thấy tiêu chí này phù hợp với câu bộ. はい、まず12月の頭の段階で鹿島を離れた時に、ハノイ FC というクラブが興味を持ってもらっているという話は伺いました。その段階で、今年のハノイ FC のゲームを ACL も含めて、ほぼ全試合見ましたので、そこでチームは把握しております。Đầu tiên thì tôi xin phép được trả lời là vào tháng 12 thì tôi có kết thúc cái hợp đồng với cả câu lạc bộ Kashima Antlers của Nhật, và vào khoảng đầu tháng 1 thì tôi có được biết tin là câu lạc bộ Hà Nội có cái hứng thú với cả tôi. Thì vào thời điểm đó thì tôi cũng đã xem tất cả trận đấu, bao gồm cả các trận đấu ở ACL của Hà Nội FC vào năm nay, và tại thời điểm hiện tại thì tôi tự tin rằng là tôi nắm tương đối một cách khá là ổn về câu lạc bộ Hà Nội. で、2つ目に関しては、プレッシャーというものは、あると思いますが、正直に言ってそれがこの世界の日常です。で、僕はその世界でもう20年、生きてきましたので、プレッシャーがあるかないかといえばあるんでしょうけども、それが僕の日常ですってだけですね。Vâng, với cái câu hỏi là liệu có áp lực hay không ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ là chắc chắn là có áp lực rồi. Thế tuy nhiên cái gọi là áp lực ấy, thì ở trong cái thế giới bóng đá này nó là hàng ngày, nó là thường xuyên, và tôi thì sống trong cái thế giới bóng đá này 20 năm nay rồi. Thế nên là bảo áp lực hay không thì có áp lực, nhưng mà nó là cuộc sống thường ngày của tôi ạ. Tôi có một câu hỏi cho ông là ông trước đây khi còn là cầu thủ ấy, thì ông có đến Thái Lan và sau đấy là rời đi sau một thời gian ngắn ấy, vì nhớ nhà, và ông nói là cái việc chỉ gặp gia đình vài tháng một lần không phải là cuộc sống ông thích. Vậy thì tại sao ông lại quyết định rời Nhật Bản để đến Việt Nam lần này? タイで選手としてプレーした後に1年で帰ったのには、いろんな報道のされ方してると思いますけれども、一番の理由はタイで1年間で全てを勝ち取ったからです。全て勝ち取ったから、タイトルも取りましたし、13年、当時 BC テロサーサナ、今ポリステロですかねっていう名前だったクラブが13年ぶりにタイトルを取りました。そこで僕はそうですね、その年の一番の評価をしていただきました、国タイでね。でそれを全て勝ち取った中で、
また僕はチャレンジしていくのを人生 の, あの基盤にしてますので、さらにもう1年残るということは自分の中のチャレンジにならないと思ったので帰りました。なので家族の問題ではないですね、まず。Vâng, thì tôi cũng xin phép trả lời như thế này. Thì cái việc mà tôi thi đấu ở Thái một năm và sau đó là tôi có không thi đấu tiếp tục ở Thái nữa thì lý do không phải là vì lý do gia đình. Thứ nhất là thời điểm đó câu lạc bộ tôi thi đấu ở Thái và cái mục tiêu của tôi đặt ra là vô địch và tôi đã đạt được những cái điều tôi mong muốn ở Thái rồi. Và năm đó cái câu lạc bộ tôi đã thi đấu là họ đã đạt được chức vô địch sau 13 năm. Và khi đó tôi nghĩ rằng là tôi không còn cái gì để thử thách hơn ở Thái nữa. Do đó đó là quyết định mà tôi đã quyết định là tôi không còn ở Thái nữa chứ không phải là lý do gia đình ạ. でそのタイでプレーした時にはあの、まあ、ピッチ上の選手ではありましたけども当時の監督さんがいろんなことを任せていただくれたのであのピッチ内のいろんなことをあの全体の統率マネジメントもしてしたつもりですので、まあ、その時の経験は今回生きるだろうというふうには思っています。và đương nhiên ở Thái khi mà tôi còn thi đấu ấy, thì ngoài còn là cầu thủ thì tôi cũng được huấn luyện viên trưởng thời điểm đó giao cho tôi rất là nhiều công việc, nhiệm vụ bao gồm cả những cái việc quản lý ở trên trong ngoài sân cỏ thì tôi cũng rất là mong tôi có thể sử dụng được những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm đó để phát huy ở cái thử thách lần này. Câu hỏi xin được dành cho giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn. Tôi là nghe và tổng hợp các ý kiến của huấn luyện viên cũng như là Tuấn. Huấn luyện viên thì có những mục tiêu ngắn và dài hạn. Và bản thân Nguyễn Quốc Tuấn thì cũng có những chia sẻ là ông ấy có những tiêu chí đáp ứng được. Vậy tại sao cái hợp đồng giữa đôi bên lại chỉ có một cái mức thời gian nó khiêm tốn đến như vậy? Thì xin giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội làm rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì chỉ đơn giản là hai bên cảm thấy là mức thời hạn hợp đồng đấy là phù hợp đối với hai bên. Đấy, nhưng mà tuy nhiên như anh biết thì trong bóng đá thì hai bên cũng đã có những cái thỏa thuận và cam kết lẫn nhau và sẽ tiếp tục đồng hành nếu như trong bóng đá chúng ta thể hiện cái thành tích tốt. Đấy, thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Vâng. Tôi có một câu hỏi được không ạ? Xin chào mừng ông Daiki đến với cả câu lạc bộ Hà Nội là một trong những câu lạc bộ rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Rất là nhiều câu hỏi về câu lạc bộ Hà Nội rồi thì tôi cũng muốn hỏi một cái câu hỏi nó xa hơn một chút nhưng mà nó lại rất là gần. Đó là rất là nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội hiện nay đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Mà ngày mai thì đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp nhau. Thì tâm trạng của ông sẽ như thế nào? Ông sẽ nhìn các cầu thủ của đội tuyển Hà Nội đá. Nhưng mà trong cái tâm khảm của ông thì ông mong muốn điều gì ạ? Các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ thi đấu tốt để giúp đội tuyển Việt Nam đánh thắng cái đội tuyển của quốc gia của ông. Hay là như thế nào ạ? Xin cảm ơn ông.非常に興味深く楽しみにしています。Thì tôi xin phép trả lời là tôi có cái hứng thú rất là cao và rất là mong chờ cái trận đấu ngày mai ạ. 今非常に日本は強いです。世界の中でも相当強いと思います。Bây giờ thì bóng đá Nhật hiện tại và đội tuyển Nhật nói riêng thì là tương đối là mạnh và mạnh ở đây trên cả bề mặt là cái đấu trường quốc tế trên thế giới. 選手たちもかなりのレベルの選手がそれもたくさんいますし、まあ、レベルの差というのはおそらくある程度あるんだろうなというふうには思っています。まあ、本当に各国の人は今は国家の程度、専門が非常に高い、非常に良い。でも、言われて、精力、程度は、とにかく、ずっと、ベトナムと、日本。ただ、まあ、やれるところもあると思いますし、ベトナム代表が近年、日本代表に対してもいい勝負をした試合も、僕もいくつも見ています。
Thế tuy nhiên thì đội tuyển Việt Nam vẫn có rất là nhiều những cái cơ hội để có thể gọi là thi đấu với cả đội tuyển Nhật. Và tôi cũng đã xem những cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam với cả đội tuyển Nhật trong những năm gần đây thì cũng đã có những là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam thi đấu rất là tốt trước đối thủ Nhật Bản. 今僕は監督業をしてますので、日本代表を応援するとかベトナム代表を応援するとかそういうものも個人的にはあまりなくて、とにかくどういう試合になるのか、そしてそれが先ほどの最初の話にもありましたけども、長期で日本はやっぱり取り組んできたところで成果が出ているものがあって、それによる違いと逆にその短い期間でできるものがベトナム代表でどのように準備して今回試合をするのかというところ、長期と短期の目も để sắp cầu mình share với tay là tôi như một tiếng. Vâng, và thế thì sau cái việc là đội nào thắng, đội nào thua thì với cái tư cách là hiện tại tôi là một huấn luyện viên trưởng thì tôi sẽ xem trận đấu đấy nó sẽ diễn ra như thế nào, diễn biến trận đấu nó ra sao. Và như hôm nay tôi cũng đã nói, bóng đá thì nó sẽ được phát triển dựa trên những cái mục tiêu ngắn hạn và kế hoạch và mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Vậy thì bóng đá Nhật ý, họ đã phát triển với một cái mục tiêu cũng như là kế hoạch dài hạn và đến bây giờ họ đã được hưởng cái thành quả, đang được hưởng cái thành quả. Thì tôi cũng muốn biết xem là bóng đá Việt Nam với cách làm ví dụ như là có thể là ngắn hạn chẳng hạn thì sẽ thi đấu với cả cái chiến lược phát triển mà dài hạn và đã có thành tích của đội tuyển Nhật Bản như thế nào. Vâng, xin hết ạ. Xin được tiếp tục hỏi ông Iwamasa, trong một cái chu kỳ huấn luyện bóng đá đỉnh cao ấy, thì vậy thì một tháng để mà V-League trở lại thì có những thuận lợi và có những khó khăn gì để ông cũng như là các học trò có một cái sự giao thoa về mặt triết lý xây dựng bóng đá? Xin cảm ơn ông. まず困ることの話でいくと人生で困らないことはないと思ってるので、そこに対応するだけだと思ってます。Vâng, thì đầu tiên tôi xin trả lời về cái gọi là khó khăn ấy, thì cuộc sống thì không bao giờ không có khó khăn, luôn luôn chúng ta có rất nhiều khó khăn và cuộc sống là khó khăn, vấn đề là chúng ta ứng xử, chúng ta ứng phó với cả cái khó khăn đấy nó như thế nào. Mà 順調というか、まあ、昨日トレーニングを見て、これからの少し1ヶ月間のプランニングを少し頭で立てたんですけども、そういう面でいくと、現在僕が思っている以上にクラブがまあ、築き上げているものはあるなというふうに思っています。なのでその中で、選手たちが、サッカーはプレーするのは選手たちなので、選手たちが迷ってしまうといくら高い目標もしくは高いレベルのサッカーを求めたところで迷ってしまったらいいプレーはできません。なので今の選手たちが自分たちの今持っているものをもっと試合の中で見せられるようにするというのが僕の仕事であって、まずはそこから準備をするというのが一番かなというふうに思っています。Vâng, thế thì bản thân tôi xin chia sẻ thêm là như thế này, thì hôm qua tôi đã có một cái buổi xem tập luyện của câu lạc bộ Hà Nội, thì tôi cảm thấy thứ nhất là các cầu thủ có những cái tố chất cũng như là tôi thấy buổi tập luyện có chất lượng tốt hơn so với cả tôi tưởng tượng ban đầu. Và ở đây thì rõ ràng là bóng đá thì người chơi là các cầu thủ là người thi đấu trên sân, do đó thì cái việc làm thế nào để tạo được tối đa điều kiện cũng như là để phát huy được hết tối đa những cái khả năng của các cầu thủ thì là công việc của chúng tôi. Do đó thì tôi sẽ nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì tôi sẽ làm thế nào để dựa trên những cái tiềm năng cũng như là cái khả năng sẵn có của các cầu thủ, tôi sẽ phát huy một cách tối đa để có thể cho ra được một cái đồ chơi và thành tích tốt nhất.
Tôi xin phép có câu hỏi cho giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn. Vậy thì trong thời gian qua thì Hà Nội FC đã có khá là nhiều sự thay đổi ở ghế nóng. Vậy thì là một trong những người trực tiếp đàm phán thì ông Tuấn có kỳ vọng gì về khi đặt niềm tin vào chiến lược gia người Nhật Bản Iwamasa Daiki lần này? Cũng như là ông có thể chia sẻ một chút về quá trình cũng như là thời gian mà ban lãnh đạo câu lạc bộ tiếp cận với cả ông Daiki cũng như là thuyết phục được ông về dẫn dắt Hà Nội FC. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì trong thời gian qua thì như mọi người đã biết thì về thành tích hoặc là về trên về thành tích của câu lạc bộ Hà Nội thì cũng không đạt được những kỳ vọng như mong muốn. Về trên cương vị huấn luyện viên thì cũng có những cái biến động và thay đổi, nhưng mà đấy là một phần của bóng đá và đấy là quy luật của bóng đá. Đối với định hướng và chủ trương câu lạc bộ Hà Nội thì luôn luôn thi đấu và phải giành thành tích cao nhất, hơn nữa là sẽ phải phát triển và upgrade lên từng năm một. Và chúng tôi muốn tiếp cận đến không chỉ bóng đá ở trong nước mà muốn tiếp cận đến bóng đá ở cấp châu lục. Chính vì thế chúng tôi không ngừng thay đổi và tìm kiếm những cái nhân sự và cầu thủ, đặc biệt là huấn luyện viên, những người có trình độ và có năng lực chuyên môn cao có thể tới để có thể đồng hành và hỗ trợ và giúp đội bóng phát triển lên nữa. Thì khi mà chia sẻ với mọi người là khi mà trao đổi đàm phán với huấn luyện viên Daiki thì chúng tôi có rất nhiều ứng cử viên, nhưng mà trong đấy chúng tôi ấn tượng với huấn luyện viên Daiki là một huấn luyện viên có đến từ một đất nước nền phát triển bóng đá phát triển Nhật Bản, một đất nước phát triển dựa trên yếu tố khoa học, tinh thần, kỷ luật. Đấy là điều chúng tôi rất ấn tượng. Còn lúc trao đổi đàm phán huấn luyện Daiki thì về cái khoảng thời gian đàm phán là thời gian đàm phán là trong lúc đàm phán thì hai bên rất là thiện chí và hai bên có những cái điểm chung với nhau thì mọi việc diễn ra cũng khá là thuận lợi và hai bên đã đi quyết định là đồng hành cùng với nhau. Xin hết. Tôi có một câu hỏi nó vui vẻ thôi, vì từ nãy giờ sâu về chuyên môn quá mà nhìn vào khuôn mặt của ông thì có vẻ hơi căng thẳng một chút. Bây giờ có thể hỏi ông một câu rất là vui là những cái sở trường ngoài bóng đá của ông có chơi môn thể thao nào không, và những cái món ăn thích thú của ông ở Việt Nam ông đã tìm hiểu gì về cái món ăn của Việt Nam chưa, và ông thích chơi những cái loại dạng nhạc cụ nào không, ví dụ thế chẳng hạn. Cái cuộc sống của ông ở Việt Nam ông sẽ làm thế nào để giảm bớt những cái áp lực mà ông đang phải chịu đựng ạ? Xin cảm ơn ông. Hi, まず正直に言って一切緊張しておりません。 Vâng, đầu tiên, việc đầu tiên tôi phải xin phép nói là hiện tại tôi hoàn toàn không có quá căng thẳng như các bạn nghĩ đâu ạ. Để, まあ、生活の充実という面でいくとですね、 これはもしかしたらちょっと分かっていただけないかもしれませんけども、生活を充実させるつもりがそもそもないです。 Vâng, thế thì đầu tiên tôi nghĩ là cũng không biết là các bạn có hiểu hay không, nhưng đầu tiên thì tôi cũng không có cái suy nghĩ làm thế nào để cho cuộc sống của tôi tại ở Việt Nam nó sẽ gọi là gì, được hưởng thụ hay là thoải mái vui vẻ cả. Tư cách là một huấn luyện viên trưởng. 監督時代ももう朝から晩まで監督の仕事をして、監督のための勉強をして寝るだけの生活をしてきましたので、それが今の僕の仕事だというふうに思っています。 Và thời kỳ tôi ở Kashima Antlers cũng vậy thôi. Thì sáng đến tối tôi làm công việc của huấn luyện viên trưởng, và bên cạnh đó tôi còn học thêm những cái kiến thức, học hỏi thêm về cái công việc này nữa. Và sau đó tôi đi ngủ. Từ sáng đến tối là như vậy. Và đó là cuộc sống của tôi.
で、まあ、鹿島離れてから1ヶ月ぐらいはあの家族の元に行ったり少しリフレッシュできましたのでもう今は仕事をするフェーズだとあの仕事をする時間だというふうに思っています。Và thực sự thì sau khi mà tôi rời câu lạc bộ Kashima Antlers thì tôi đã sang thăm gia đình tôi một tháng và đã ở gần gũi gia đình một tháng. Thế nên là bây giờ tôi nghĩ rằng cái thời gian của công việc bây giờ sẽ là thời gian tôi bắt đầu một cái thử thách mới. Xin lỗi nếu như mà câu trả lời của tôi nó hơi nhàm chán ạ. Cái ý phát triển thêm câu hỏi của chị Lan Phương. Ông nói rằng ông dành khá nhiều thời gian cho công việc. Vậy tôi hơi tò mò một chút là ông dành bao nhiêu tiếng một ngày để dành cho bóng đá, nghĩ về bóng đá? Và huấn luyện viên nào trên thế giới có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với ông và vì sao? はい、まず何時間かといったらもう寝てようが寝てまいがあのひたすら24時間と言ってもいいかもしれないですね。với cái câu hỏi đầu tiên là về thời gian suy nghĩ về bóng đá thì chắc là ngoài thời gian ngủ ra thì toàn bộ là tôi chỉ có suy nghĩ về bóng đá thôi ạ. これは日本人の働き方がそういうところだったりして、まあ、僕はその中でも少しあのストイックな方だとは思いますが、あのでもにそう全体的にこう日本にもいろんな外国人監督さんいらっしゃいますけど、日本人の監督ってそういうところがあるかもしれないです。まあどうだろうな、人によるかな、ちょっとわかんない、うまく言って。Thế thì thật ra có lẽ đấy cũng là một phần gọi là cái văn hóa cũng như là cái cách làm việc của người Nhật. Thế thì tôi cũng không biết là ở, thật ra ở trong nước Nhật thì cũng có rất là nhiều các cái huấn luyện viên nước ngoài. Thế nhưng mà chắc là huấn luyện viên Nhật thì đa phần người chắc là giống tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ về bóng đá gần như là cả ngày. Để đối với các thầy giáo, 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 đối あの自分がやっぱりこう相手を常に圧倒して押し込んで、常に、相手ゴールを目指すようなあのサッカーをしたいというためにそのためにそういうサッカーをしているチームを見ることは多いとは思います。で具体的にはもちろんペップ・グアルディオラのチームはあの好きですけどもそれ以外にも日本から今トテナムに、ステップアップしているポセオグル監督のサッカーももちろん参考にしますしまあ、あとは、なくなって大丈夫、先にそこでまとめようか。だから、そうだから、そういうトップレベルのサッカーももちろんまず参考にしますと、まあ、ペップ・グラジュラとか日本でそういう圧倒するサッカーを確立したあの横浜 F ・マリノスで。やった監督さんでもあるので、そのトテナムのポセオグル監督も、参考にはしています。Thế thì như vậy tôi có chia sẻ thì tôi thích cái thứ bóng đá mà áp đảo đối phương và luôn luôn hướng đến cầu gôn của đối phương để tấn công. Thế thì đương nhiên là khi do đó tôi sẽ chọn xem những cái trận đấu cũng như là những cái đội bóng mà có cái lối chơi như vậy. Đương nhiên là để mà nói thì ví dụ như là Pep Guardiola chẳng hạn.
thì tôi cũng có rất là thích xem. Ngoài ra thì để mà nói thì ở trong nước Nhật thì cũng có cái ông huấn luyện viên hiện tại là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, cũng là đi lên từ giải J-League, từ huấn luyện viên của J-League, thế nên là tôi cũng có xem và tham khảo khá là nhiều từ huấn luyện viên đó. ただあのサッカーというのは世界中であの行われているので、そしてそれを今もういろんなツールで世界中のサッカーを見られる環境っていうのがあるので、あのトップレベルだけを見ていてもあの参考になあの勉強にならないところがありますので、もうそれこそ南米のサッカーだろうが、あーヨーロッパの少しレベルの落ちるチームのサッカーだろうが、あるいは、アジアのサッカーだろうが、そしてあとはベトナムのいろんな他のクラブのチームも試合見なきゃいけないですしってなると、はい、もう終わりがないのでこの仕事は、あのいろんな国いろんなチームいろんなレベルのサッカーを見るようにしてますし、考えるようにしてます。Vâng, và thật ra thì về bóng đá mà nói nó không có giới hạn, nó rất là rộng và trên toàn thế giới là bóng đá đang được diễn ra, và bây giờ cũng có rất là nhiều những cái phương thức để chúng ta có thể xem được bóng đá trên toàn thế giới. Và tôi nghĩ rằng cũng không phải chỉ có xem những cái đội bóng gọi là hàng đầu thì mới có thể học hỏi được, mà bản thân tôi cũng xem cả những cái trận đấu ở những cái giải, ví dụ là giải của Nam Mỹ này, giải ở châu Âu nhưng mà ở cái level nó thấp hơn này, cũng như là ở bây giờ là châu Á, Việt Nam, và thậm chí là phải xem cả những cái trận đấu của các câu lạc bộ khác ở Việt Nam, từ đó mình học hỏi. Và nói chung là cái công việc này thì nó không có giới hạn đâu ạ, và thế nên là luôn luôn là phải học hỏi và xem ạ. Câu hỏi đầu tiên của tôi là dành cho ông Tuấn, là gần nhất có một huấn luyện viên trưởng người có một huấn luyện viên người Nhật làm việc Việt Nam và đã thất bại vì những yếu tố ngoài chuyên môn là về sự bảo thủ, thì mình có lường trước được những cái vấn đề này không? Và tôi câu hỏi thứ hai dành cho ông Daiki là ngoài cái vấn đề chuyên môn thì ông đã chuẩn bị gì về cái mặt tâm lý để làm chủ vòng medal? Tại vì theo tôi thấy là ở Kashima là ông là tư cách là huyền thoại rồi, thì lúc đó là cầu thủ đã nghe rồi, nhưng mà ở đây là một đội bóng mới thì làm thế nào về tâm lý để làm chủ vòng medal và khiến cầu thủ nghe lời? Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì như mọi người như theo cá nhân tôi thì về quan điểm huấn luyện viên thì bất cứ đã là đặc thù ngành nghề huấn luyện viên thì không bất cứ là quốc tịch nào thì họ cũng có những quan điểm riêng và họ sẽ bảo lưu cũng như là giữ cái quan điểm của mình đến cùng. Thì nhưng mà tuy nhiên thì trong công việc thì chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng huấn luyện viên, chúng tôi sẽ luôn trao đổi, tư vấn và cùng nhau bàn bạc tìm ra những giải pháp mà tốt nhất cho đội bóng. Còn về vấn đề chuyên môn thì toàn quyền phụ thuộc vào huấn luyện viên và huấn luyện viên sẽ toàn quyền quyết định về chuyên môn. Và vậy xin hết ạ. そうですね、僕はあらゆることに適応していくものが強いというふうに思ってるんですね。それはこれまでの歴史家の、話も含めてですけど、それを、自分は考えて生きてるので、その場所に行ってその人間と面と向かって、その時にその相手が、今であればサッカー選手ですけども、その選手たちがプレーしやすくなるようにマネジメントするだけですので、そのために僕は仕事をするということなので、鹿島のやり方は当然そのままここには持ち込みませんし、例えば同じベトナムのクラブではこのクラブと他のクラブは違うのかもしれませんし、はい、それはもうその場その場で適用していくだけですね。đầu tiên thì về bản thân cá nhân tôi
thì tôi cũng có một cái thế mạnh kể từ xưa nay rồi là tôi thích nghi với cái môi trường mới tương đối là nhanh. Và thật ra thì để mà nói có cái cách nào để gọi là quản trị cái vòng thay đổi không thì tôi nghĩ đơn giản là lúc đó đối với người đó, đối với trận đấu đó, đối với đối phương đó thì mình sẽ có những cái đối sách cũng như là cái cách xử lý cũng như là cái cách mà mình tiếp xúc nó khác nhau. Thì tôi làm thế nào để cho nó hài hòa nhất, tốt nhất thôi. Thế còn thực sự thì khi mà tôi ở bên Kashima Antlers thì tôi cũng không có dự định là tôi mang cái cách tôi làm ở Kashima Antlers về đây, tôi áp dụng nguyên ở đây. Mà thực sự sẽ là đối với từng cái gọi là người, từng cái đối phương, từng cái đối tượng thì tôi sẽ có những cái cách để tôi gọi là thích ứng cũng như là làm việc sao cho nó phù hợp. Tôi vừa nói rồi, レジェンド鹿島のレジェンドというが監督になった時にやりやすいものもあればやりにくいものもあります。それは僕は鹿島で監督として感じたこともでもあったんですね。で逆に言うとこうやってベトナムに来ることで、言葉が通じないということがやりにくくなることばかりに皆さん感じるかもしれませんけども、やりやすくなることもあるんですね。なのでそれを一つ一つ自分で判断しながら適用していくということをやっていくだけだと思いますね。Hay có thể nói một cách ví dụ cho nó dễ hình dung hơn một chút thì ở Kashima Antlers thì mọi người gọi tôi là huyền thoại đúng không ạ? Thế thì ở góc độ đấy thì có những cái tôi rất là dễ để làm nhưng cũng có những cái tôi rất là khó để làm. Thì ngược lại ở Hà Nội bây giờ cũng vậy thôi. Có thể mọi người nghĩ rằng là ví dụ như là cái vấn đề về ngôn ngữ, rào cản ngôn ngữ chẳng hạn cũng là một cái rào cản đối với tôi. Nhưng trong đấy thì cũng có những cái mà tôi dễ làm và cũng có những cái mà tôi khó làm. Thì cái việc mà phải thích ứng với cả môi trường mới để làm sao để đạt được cái kết quả tốt nhất thì là cái công việc của tôi và tôi cũng sẽ dự định sẽ làm như vậy. Tôi thấy cái rào cản ngôn ngữ trong cái thương vụ rất là lớn của câu lạc bộ Hà Nội nó sẽ không là rào cản nữa. Thì tôi muốn kết thúc một cái câu đối với cả phóng viên thôi ạ. Là tôi thấy là cái người mà chuyển ngữ của đội câu lạc bộ Hà Nội rất là tốt ạ. Xin chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội. Vâng, lễ ra mắt huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Daiki Iwamasa ngày hôm nay đã khép lại tại đây ạ. Xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn tới các anh chị phóng viên báo chí đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban lãnh đạo câu lạc bộ, thay mặt cho người hâm mộ, xin chúc huấn luyện viên Daiki Iwamasa sẽ gặt hái được những thành công trong thời gian tới cùng câu lạc bộ Hà Nội. Và ông sẽ đưa Hà Nội FC trở lại với vị thế vốn có của mình. Xin trân trọng cảm ơn ạ.